Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Gia Đình Food. Hôm nay mình vào bếp mình thực hiện món chả giò cuốn nhân đậu với thịt rất là thơm, ngon và bùi nhé. Rất là dễ ăn luôn. Cái cách làm của mình vô cùng đơn giản và nguyên liệu rất là dễ tìm luôn. Các bạn cùng theo dõi mình vào bếp thực hiện ha. Ở đây thì mình sử dụng là 250g thịt ba chỉ, mình đã bỏ da đi và mình bằm nhuyễn nè, hoặc các bạn có thể xay ha, cho nó nhuyễn ra như thế này là được nhé. Bên cạnh đó thì mình có sử dụng ở đây là một ít đậu hũ và một quả trứng ha. Trứng ở đây mình các bạn sử dụng trứng gà và 1/4 củ hành tây, một ít hành tím, hành lá và một ít bột nhĩ. Cái này gọi là nấm mèo các bạn. Các bạn có thể ngâm nước sôi cho nó nở ra ha. Và cái đậu hũ ở đây mình sử dụng là 100g để mình làm cái phần nhân á, cho nó được thơm và ngon. Mình có sử dụng thêm một ít tiêu và gia vị khác nữa nhé. Cái phần đậu hũ thì các bạn cắt mỏng nó ra và mình bằm cho nó nhuyễn. Các bạn cũng có thể sử dụng các nguyên liệu khác tùy theo sở thích của gia đình mình ha. Phần bột nhĩ thì mình sẽ thái nhuyễn ra và sau đó các bạn cũng bằm cho nó nhuyễn luôn. Và mình bỏ qua một bên. Đây là cái phần hành tây. Hành tây thì các bạn cũng băm nhuyễn ra. Cái tô này thì có đậu hũ nè và bột nhĩ nè và một ít hành tây mình đã băm nhuyễn ra hết rồi. Phần hành lá và phần hành củ thì các bạn cũng băm nhỏ ra ha. Cuối cùng thì mình sẽ cho cái phần thịt vào. Mình trộn đều lên. Và bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào cái tô này ha. Mình cho hành củ vào. Tiếp đến thì mình sẽ cho vào đây nửa thìa muối, 1 thìa hạt nêm cờ no và 1/2 thìa bột ngọt. Và 1 ít tiêu xay. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên và mình ướp gia vị khoảng 20 phút để cho nó được thấm ha. Phần nhân sau khi mình trộn đều và mình ướp khoảng 20 phút rồi thì nó đã thấm gia vị rồi. Bước cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây 1 trái trứng gà. Đây là trứng gà ta nha các bạn. Trứng gà ta thì cái nồng đỏ của nó rất là ngon luôn. Và mình sẽ cho cái phần hành lá vào. Mình trộn đều lên. Sau khi mình trộn đều như thế này rồi, mình sẽ bỏ qua một bên và mình sẽ đi cuốn phần chả thôi. Mình sẽ sử dụng một cái thớt sạch ha để mình nót bên dưới để mình cuốn chả. Đây là cái bánh tráng cuốn này các bạn. Mình sử dụng bánh tráng thông thường thôi nha. Mà cái loại bánh tráng này nó siêu mỏng á, nên các bạn không cần phải thấm qua nước nhé. Mình sẽ cuốn trực tiếp như thế này nè. Sau đó các bạn gấp 2 cái mặt nó lại và mình cuốn nhẹ nhàng thế này là được ha. Mình cho khoảng 3 muỗng nhỏ nhân
mình cuộn lại và mình gấp lại hai cái mép như thế này. Mình cuốn rất là vừa phải như thế này ha. Mình sẽ thực hiện mình cuốn đây là cái đĩa cuốn mà mình đã cuốn xong này, mình sẽ chuẩn bị mình mang đi mình chiên, nhìn rất là vàng ha và ngon luôn. Mình sẽ sử dụng một cái chảo nè, mình cho dầu ăn vào, mình đợi cho dầu nó sôi rồi mình sẽ rắc vào đây một tí muối nha các bạn. Sau khi cái dầu của mình đã sôi và nóng rồi thì mình sẽ cho nhỏ nửa lại và mình cho cái phần chả vào. Các bạn để cho nó thưa thưa ra, đừng có để gần quá nó sẽ bị dính ha. Mình chiên với cái nửa nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Và khoảng 3 phút các bạn lật lại một lần. Và mình canh, mình lật làm sao cho cái chả của mình nó được vàng đều hai mặt luôn. Và nó vừa vàng vừa giòn nha các bạn. Đây là cái chả sau khi mình chiên tổng cộng được 10 phút á. Thì mình đã lật, cứ 3 phút mình lật một lần. Và mình lật để mình xem cái chả của mình nó vừa vàng tới và nó giòn. Nó cứng là được nhé. Như thế này là được rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ gắp nó ra dĩa. Các bạn có thể để dựng nó lên cho nó ráo dầu ha. Sau khi mình gấp ra dĩa này, bây giờ mình cắt nó ra thành những cái miếng vừa ăn như thế này. Các bạn nhìn cái nhân bên trong nó rất là mềm luôn và rất là thơm nha. Cái vỏ ngoài của nó thì rất là giòn và cứng. Mình sẽ cắt như thế này nè cho nó sẽ vừa ăn. Khi nào mình ăn mình gắp á, rất là vừa miệng và rất là tiện luôn. Cái này thì mình sẽ chiên làm hai rã nha các bạn. Đây là rã đầu và mình sẽ còn một cái rã cuối nữa. Và mình đang chiên ở trên bếp á. Cái này chiên xong ăn nóng rất là ngon. Các bạn có thể ăn kèm với một ít rau sống ha, salad và cà chua nữa, một ít dưa leo nữa. Hoặc là các bạn có thể ăn kèm với bún đậu mắm tôm á. Đây là mà sau khi mình đã chiên xong, mình thực hiện xong thì cái vỏ ngoài của nó rất là giòn và nhân bên trong của nó thì nó có nhân đậu, thịt, nấm mèo và hành tây. Ăn rất, rất là mềm, vừa miệng, thơm, ngon và nó bùi nữa các bạn. Rất là ngon và vừa miệng luôn á. Thì cái nhân của nó rất là đơn giản luôn và rất dễ làm. Bạn nào mà thích ăn có thêm một chút cà rốt nữa thì nó cũng rất là ngon nha. Thì mình không thích ăn cà rốt thì mình làm như vậy luôn. Mình cảm thấy rất là vừa miệng và ngon. Rất là đơn giản ha. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé. Nếu các bạn thích video của mình, hãy ấn vào nút đăng ký để đón xem những video mới nhất từ Gia Đình Food nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.